Đây là phục hình ngoài miệng nhé. Thông thường là lát người ta sẽ làm phục hình cho bác sĩ ở trên lát, nhưng có những trường hợp là lát họ sẽ gửi về phòng khám thì bác sĩ phải biết cách để gắn phục hình ngoài miệng. Đấy, đây là cái khóa chuyển. Đấy, cái khóa chuyển, sau khi cái khóa chuyển người ta sẽ đưa vào đúng cái vị trí và bác sĩ phải vặn 2 gen thôi, 3 gen. Đấy, sau đó lấy ra. Sau khi lấy ra xong ấy thì cái này ta lấy ra thì ta sẽ lấy một cái phục hình răng sứ, tức là cái cầu răng sứ ở trên implant này, để ta nắp để ta kiểm tra. Kiểm tra thứ nhất là xem là cái độ khít sát. Đấy, đây là sứ nhá. Đó, cầu sứ. Đó, ta kiểm tra độ khít sát như nào. Đồng thời ấy, nó cũng là thay thế cái khóa chuyển ấy để ta còn tăng lực. Tức là ta sẽ vặn tăng lực. Nhưng mà trước khi tăng lực bằng tay thì ta phải vặn đối xứng hai bên. Tức là đây là hai cái trụ implant thì ta phải vặn đối xứng và ta vặn tăng lực. Đó, vặn tăng lực. Đó, vặn tăng lực. Thì cái lực bằng tay này thì ai khỏe thì nó khoảng 15 Newton, còn trung bình nó khoảng 10 Newton. Rồi, ta kiểm tra cái khít sát xem nếu đã ok.